Giống Hai Lúa xin chào anh em trên kênh Hai Lúa nha. Hôm chào nay các mình bạn. Cũng có đi săn nho nhỏ buổi sáng. Ba la xong đó đi bắt một số gắn mối và được mấy con chuột, mấy con ếch. Hôm nay mình làm măng xào gắn mối. Đây anh Giang chào, chào các bạn. Xong. Chào các bạn. Nấu nước mình luộc măng nha các bạn. Lửa lên rồi. Bây giờ mình đang bắt nước để mình trụng măng sơ qua để khỏi bị đắng, với lại bớt những cái độc tố trong măng ăn khỏi giúp mình nha nè. Thì măng lúc nào cũng có những chất độc tố ăn vô sẽ bị nhức mình. Măng cũng có nhiều chất sơ nhưng mà nó hơi độc. Cho nên mình phải bắt nước trụng lột trước sau khi mình xào. Đây là cái thông măng anh em đã đi gặt hái được về buổi sáng nay. Có hành củ đỏ gì không? Giờ mình ra chuẩn bị cây nhà lá vườn nha mấy bạn. Mình có trồng cái gì thì mình hái cái đó mình đem vô mình sử dụng. Đây là hành ở nhà mình cũng trồng luôn. Nói chung là miền Tây thì có bắt được cái gì làm cái đó, trồng cái gì ăn cái đó. Nói chung là không có độc tố gì trên thực phẩm với lại rau củ hết á. Đây tự trồng trồng nhà hết, xoài đây cũng trồng nhà luôn. Hôm nay anh Tú cũng trắng mặt trong cái clip này tại vì anh Tú vẫn nhiều công việc ở nhà, cửa anh Tú vẫn chưa xong. Anh bây giờ phải làm công việc lót gạch nhà cho con, chuẩn bị nhà cho xong để xong để anh em còn đi làm mấy clip khác, nhưng mà anh Tú phải tranh thủ. Thì nấu nước trụng măng mình để bỏ cho miếng muối các bạn. Nước vừa hơi nóng mình để vô đụng nó mới ra nha bạn, nước sôi mình để vô nó rút ngược cái vô. Thì mới vừa nóng tới thôi, vừa thôi. Mới vừa nóng tới mình bỏ một ít muối để cho nó rút những cái chất độc tố trong măng ra. Được đây đắp nha. Đây là lúa hôm nay bận công việc phải làm mùa xanh. Để, lúa bữa nay lúa sẽ làm cái chỗ cho con bìm bẹp nó đứng. Ủa, làm cho con bồ cát nó đứng chứ. Ở đây và xong thì chuẩn bị gia vị để ốp mà gắn mối nha các bạn. Đây mới gắn mối nữa, mình mới đi câu về. Đây là số gắn mối là với lại bắt được con ếch đang chuẩn bị làm món. Này mình chặt mình ốp. Giờ mà nếu mình xào măng mình phải chặt nhỏ hay lớn như xong? Con mối mình chặt như làm ba được rồi. Làm ba. Gắn mối thì mình chặt làm ba khúc nha các bạn. Cái lần 3 thì vừa lắm, còn chặt lần 4 thì nó nhỏ. Nó nhỏ chứ. Nói chung nhóm thì thật sự đồ ăn thì nó không có, đối với vật chất với lại thời đại bây giờ đồ ăn thì không có quan trọng, nhưng mà anh em quý nhau là cái tình đó. Đi về đây chơi và săn bắt với anh em, có gì dùng nấy, ngoài vườn có gì hái đem vô mình làm món rồi anh em ăn cơm hoặc là làm lai rai. Mà hôm nay vắng mặt anh Tú thì một lần nữa vắng mặt anh Tú rất bận nhiều công việc anh em ơi, như thế nên anh Tú mấy clip sau này không có xuất hiện thường. Có nhiều khúc xuất hiện nhưng mà rất là trễ, cho nên anh em thông cảm giùm ha. Mấy clip sau anh Tú làm xong nhà thì anh Tú sẽ tiếp tục đồng hành với anh em. Xong đấy, cái món này mình làm dài xì đế được không xong? Được anh. Vậy hả? Nó là ngon rồi đó. Theo lời ba la xong nói là món này anh em mình có thể làm được dài xì đế. Rất là ngon. Các bạn thấy ếch đồng không? Ếch đồng rất là chắc nha. Ghê ha. Mình thấy cái đồ của con ếch đồng. Chắc luôn. Còn con ếch nuôi thì nó cũng nó lớn lắm nhưng mà thịt nó không được bở bẹt ha. Mà rất là bở, không có ngon giống như ếch đồng mình. Nên ếch đồng rất là hiếm, như lâu lâu mới có dịp gặp được một hai con rồi mới bắt đem về, chứ nó không có nhiều giống như lúc xưa. Hồi xưa thì nó rất là nhiều, khi sau cơn mưa thì ếch nó kêu và nó đi cặp bầy á, bắt rất là nhiều, còn bây giờ thì rất là ít, hiếm.
cho nên bắt được con nào là quý con đó. Mà con ếch lý do gì mà mình để lại bộ lòng được mà con cóc để lại không được thì sao? Con ếch thì mình ăn được, con cái bộ lòng mình ăn được, còn con cóc ăn nó không có được. À. Tại vì cái trứng nó độc lắm. À. Con tuyệt đối bỏ loại cào hết đi. Đây, đây là tỏi. Thì bây giờ gia vị mình ướp mình sẽ có gia vị gì xong? Thì là tỏi, trước mắt là tỏi nè. Đường, ngọt. Có hành tím không? Tỏi anh. Tỏi anh tím. Hành tím phải dùng lúc nào đáng dùng mới dùng. Còn mấy cái gia vị ướp, ướp những gia vị gì em? À, đường, bột ngọt, để miếng nước nào, với cho miếng nước mắm vô. À. Cái tay ba là xong chắc tỏi điệu nghệ ghê chưa? Giống như đao thủ ha. Nói chung các món ở miền Tây thì gia vị ướp nó cũng na ná giống nhau à, nó không có gì mà cầu kỳ hết á. Nói chung là tùy theo khẩu vị, nhưng mà về đây thì các mấy món mà đồng nội thì hầu như là tất cả đều ướp gia vị đều cũng giống giống nhau. Cho nên nó hơi khác nhau xíu là cái sự nêm nếm thôi. Ai thích mặn thì thêm nhiều muối hoặc là nước mắm, ít á. À, không thích mặn thì nêm lạt xíu hoặc là ngọt. Cay cũng vậy, tùy theo cái mỗi cái sở thích của cái khẩu vị của mỗi người, cho nên nêm nếm là mình tự chế biến tấu nha. Chứ ở đây thì anh em ăn cũng hơi vừa phải thôi, không có ngọt lắm, cũng không mặn lắm, ngọt quá thì cũng không cay lắm. Nói chung là gia vị vừa phải. Sau khi buổi sáng đã là xong rất là hay nha, buổi sáng chỉ có đi ra đồng chút xíu rồi cầm cái cà rô nhấp chút xíu là thấy bắt được ếch với lại gắn mối rồi bạn ơi. Nhiều đây là đủ một mâm lai gai dày xị đế được rồi. Rồi bây giờ mình cho bột ngọt vô hả? Chừng nửa muỗng cà phê thôi hả? Bột ngọt nửa muỗng cà phê. Đường cũng vậy, ít hơn tại đường nó mình xào quá. Đường xào bỏ ít hơn, lý do tại vì thịt nó tươi và nó ngọt sẵn phải không? À, cho nên mình bỏ ít đường thôi nha bạn. Nếu mình bỏ nhiều quá thì nó ngọt dữ lắm, không hay. Ít nước màu. Một tí nước màu vô để cho cái màu ít nó đậm đà thêm, nó đẹp thêm. Bây giờ mình cho nước mắm bây giờ hay là chị nào mình cho bây giờ luôn cho bây giờ luôn thì lấy chai nước mắm luôn. cho tiêu luôn với lại hủ tiêu luôn, mình ướp mình bỏ nước mắm với tiêu chung luôn nha các bạn. Giờ mình để chừng cũng giống như ướp cá, nếu mà để lâu thì càng ngon thấm, nhưng mà cái thấm nó ngon, nhưng mà không kể là anh em làm liền để công ty đang chờ mấy sĩ đế thì nó thấy thèm quá, thành ra anh em phải làm cho chừng nửa tiếng đồng hồ, ướp nửa tiếng đồng hồ là anh em mình chuẩn bị xào được rồi. Càng lâu thì càng ngon, nhưng mà không cần phải lâu lắm, chừng 30 phút là đúng. Bỏ chút tiêu. Mới ướp không là thấy mùi vị đã hấp dẫn rồi đó, xong rồi. Quá ngon. Món này mà dứt vô mấy cốc rượu mật ong nữa thôi hết sảy ha. Còn gì bằng. Còn gì bằng, không còn gì bằng. Mình để nó sang bên các bạn, để mình cho nó ngấm gia vị vô xong mình sẽ xào. Giờ đang sẵn đây mình cũng đang trụng cái nồi măng, để nó sôi bừng lên đó là mình nhắc xuống mình rửa lại. Rồi mình sẽ trong lúc đang chờ măng với lại đồ ướp gia vị cho nó thấm với vô gắn mối thì dẫn ra đây quay lúa đang làm chuồng á, làm chỗ đứng cho con bồ cát cái này. Làm chỗ đứng cho bồ cát các bạn nha.
Lúa mấy hôm nay cũng bận lắm cho nên mình là người thay thế làm cameraman nha các bạn. Có gì mà sơ sót thông cảm bỏ qua xíu nha. Thấy anh giỏi là còn hay hơn em nữa. Đâu khó đâu, em mới lưu lót chứ anh thì lập dập lắm. Nói chung cuộc sống dưới miền Tây mình thì cũng đơn giản lắm các bạn ơi. Nhiều khi có đói bụng thì ra đồng để kiếm cá hay là chuột, những con vật gì mình có thể ăn được mình đem vào bắt vào làm món lai gai với anh em. Thì nếu các bạn nào ở xa tha phương, xa nhà hay là làm việc xa có cơ hội về giờ với nhóm thì liên lạc với Lúa, có gì anh em trong nhóm tiếp đãi các bạn ha. Yếu quá không luôn? Dạ. Đóng cái này yếu không? Mình đắt nó đâu có mạnh đâu, đâu có nặng đâu anh. Sao này em kiền vô đây nữa mà. Rồi mình tạm dừng video chút xíu rồi mình vô mình quay xào gắn mối với măng nha các bạn. Gắn mối ấy xong là lúa làm xong đó các bạn. Rồi. Các bạn thấy không, lúc mà măng lửa bùng lên sôi bạn thấy nó nổi những cái bọt màu lên, cái đó là những cái độc tố để làm cho mình bị nhức mình rồi đó, nhức mỏi á, cho nên mình phải trụng sơ trước. Trụng bao lâu nhắc xuống nha. Okay. Nghĩ được cái đó kìa. Đây với bây giờ mình chuẩn bị vớt măng ra để rửa lại cho nó ráo nha. Mình để nó ráo rồi mình xào. Để chảo cho nóng các bạn, rồi mình đổ dầu vô. Vì sau khi nhắc nó mang xuống mình để chảo trên bếp cho thiệt nóng, mình bỏ dầu vô mình xào gắn mối nha các bạn. Thật sự những cái công thức xào thì cũng giống như nhau nhưng mà nói chung là mình cũng phải nói chi tiết cho các bạn biết. Ok, giờ xong bỏ tỏi vào. Cái tỏi giờ mình cháy cho nó vàng lên, phi cho nó thịt vàng lên, đó là mình bỏ gắn mối vào mình xào. Quậy quậy về cái nữa nó. Chứ không cần phải cho vàng lắm các bạn, chỉ là ngã màu vàng tươi chút xíu cái là mình đổ mà gắn mối vào mình xào được rồi nè. Bây giờ xong đổ gắn mối vào xào luôn. Nó có mùi thơm rồi đó nha. Sự khi có bạn nào có một số bạn có thể ăn gắn mối không được nhưng mà gắn mối rất là ngon nha. Gắn mối nó thuộc về là đặc sản của miền Tây á. Dù miền Tây mà nếu mà nói không biết ăn gắn mối là cũng hơi bị hiếm á, cũng có thể là ít. Có thể phụ nữ có thể không biết ăn chứ còn mà ba xì đế giống như anh em của nhóm Lúa thì hầu như lại cũng biết ăn hết mà. Nhìn tướng xong xào ngồi cũng bảnh trai lắm chứ bộ. Bảnh nào? Bảnh. Gentleman lúc nào cũng nói xong đẹp trai hết. Đẹp ít. Ừ. Khi anh em trong nhóm của Lúa cũng hơi bất xúc cái câu chỉ khen nó xong mà không khen mấy anh khác. Thế vậy cũng nhiều nữa ta. Nhiều chứ. Một tô lớn mà. Thôi cái này chắc xong trước Lúa quá. Làm chưa được gì chứ. Rồi dậy mùi đó các bạn ơi. Như người ta mới nói có câu là nhất nướng gì chiên tam xào cứ lột là vậy đó.
mấy cái ba cái món đầu là lúc nào cũng bốc mùi để trông hấp dẫn lắm. Công nhân bỏ vô miếng nước màu, cái màu nó đẹp quá hả? Cái màu rất là đẹp. Màu mình không để cái màu vô nó trắng. Ừ. Mình xào gắn mối chừng bao khoảng bao lâu thời gian thì là sao? 20 phút chờ đợi vậy thôi. 20 phút. Nó cũng mau chín. Mình có cần xào nó săn hết những cái nước rồi mình mới đổ mang vô hay sao? Bây giờ mình xào mình để cho rút nước rồi xong mình bỏ mang vô sao? Tại vì măng mình thủy chung mình đã luộc trước rồi, đã trộn trước rồi, nó đã chín rồi, cho nên mình không cần phải xào măng lâu lắm đâu. Nếu mà xào lâu lắm rồi nó mất cái chất giòn, mất cái độ giòn của cái măng. Ây da, trông hấp dẫn các bạn ơi. Hồi nãy thì thèm cơm, mà bây giờ nhìn cái chảo này đi thèm rượu. Thèm rượu hả? Thèm rượu. Tại vì hầu như là mỗi cái cuộc săn bắt nào, nấu nướng nào xong cũng đều làm đầu bếp hết các bạn ơi. Cho nên xong đó thạo nghề, không phải là làm nhà hàng hay là nấu thợ nấu gì hết á, nhưng mà xong cũng có khiếu, nói chung là nhờ nấu nhiều mà cũng có khiếu nữa chứ. Nói chung là nấu nướng cũng là nhờ mình làm nhiều, với thứ hai mình cũng có khiếu nêm nếm nữa, chứ không phải là ai vô bếp cũng biết nấu hết các bạn ạ. Nhưng mà thấy xong cũng có khiếu lắm, hầu như là các món nào anh ta cũng làm được hết. Tính đi học thêm một khóa này chứ. Thêm khóa làm siêu suy dịch ha. Chứ tất cả món đồ đồng là xong đều biết nấu hết nha các bạn. Những cái gì mà săn bắt ra đem về nấu nướng hay là cá gì tôm gì xong đều biết xử lý hết á. Nhưng còn mình thì mình xử lý ăn nhiều hơn là mình xử lý nấu. Không mà nói anh giỏi cũng biết nấu đó nha. Biết mà nấu cho nấu mì gói. Bốc mùi quá các bạn ơi. Thơm quá. Có đế sẵn chưa lúa? Dạ. Có rượu đế sẵn chưa? Có. Cái này chơi mấy ly vụ đế vô là hết sảy. Cái này xong gọi Tú qua anh em mình ngồi nhâm nhi lai dai tới chiều nha. Thấy cái chảo đi chơi nhiều lắm các bạn ơi. Cái này nếu mà nó nhâm nhi vụ đế ít nhất phải hết nhóm của lúa, cộng thêm mình nó mới có thể xử trí nổi. Cho lúa mình xong nó ngang lúa. Giờ ba là xong chuẩn bị măng để bỏ vào nha các bạn. Đây mình xào rồi nó cũng đã bị cạn nước rồi. Bây giờ đã săn thịt rồi các bạn ơi. Xong chuẩn bị bỏ măng vào, mình chỉ xào sơ qua và cho măng nó nóng lên đều là bắt đầu mình nhắc xuống mình lên mâm được nha các bạn. Quá đã xong rồi. Anh đang thèm đế rồi đó. Đợi đi. Cho lúa đóng chuồng chim đi mình nhậu. Lúa thì quen cầm máy rồi, bây giờ cầm làm chuồng chim chuồng gì đó thì bây giờ để cho lúa đi, mình ngồi mình nhâm nhi chơi. Bỏ lúa ăn bên đi. Cái đó nó giỡn nha các bạn. Chứ thật sự anh em là ăn chung, đi chung, nhậu chung chứ không có bỏ ai hết, ngoại trừ anh em bận công việc dữ lắm rồi không tới được mới vắng mặt trong clip thôi, chứ thật sự clip nào anh em cũng có mặt với nhau hết á. Cái những cái là nói nãy là chỉ là nói đùa cho nó vui với nhóm thôi, chứ thật sự là anh em đây gắn bó lắm, là anh em thắng thiếu. Ok, bây giờ sau khi mình bó măng là phải chờ bao lâu xong? Đã 5 phút rồi. 5 phút. Tại vì nó đã chín sẵn phải không? Chín sẵn mình không cần phải lâu lắm. Dọn mâm. Dọn mâm lên đi. Trời mới dọn hả? Mâm mới trước rồi. Giờ vô dọn mâm đi nghe lúa, lúa ở đóng nha. Mình dọn mâm à. Nhìn xong làm xong thấy phấn khởi lắm rồi xong. Anh rồi không là khỏe rồi. Phấn khởi lắm rồi.
giờ tới giờ hưởng thụ rồi nghe, hồi sáng giờ là cực nhọc cho xong lắm rồi, bây giờ tới cho xong hưởng thụ luôn nha. Lát đây để bình rượu để cho anh rót cho, em ngồi cứ ngồi ngâm như ngồi đi. Đợi chút bên nào qua luôn anh Giỏi ơi. Chào anh em. Đây cũng là một trong fan của nhóm, mà về đây cũng chơi mấy ngày rồi. Gần cái tuần rồi, cả tuần lại rồi đó. Gần cái tuần luôn hả? Mới đây nhanh như vậy. Nói chung là bạn này cũng ở Bến Tre nhưng mà thích nhóm hay lúa thì về giao lưu với lúa, mà lại ở đây cũng gần cái tuần rồi. Chứ là mình về đây chắc cũng có hơn cái tuần rồi chứ. Mình ghé đây mình nói chung là anh em ở đây rất là nhiệt tình cho nên ai về đây cũng mến hết đó, muốn giao lưu rồi tìm hiểu cách sống mọi nơi, mặc dù cũng là người miền Tây nhưng mà Bến Tre với lại An Giang nó cũng có lẽ một hai cái nét hơi khác, cũng là giàu cùng một dân miền Tây. Ok, bây giờ tạm thời mình ngưng cái video clip rồi, xong mình ngưng video chút xíu nha, để mình chờ chín xong mình nhắc xuống nha. Đây cũng bạn Khánh mới tới, cũng hỗ trợ cho mình mới ba khía. Hôm nay ba khía mình làm gì Khánh? Mới khía lột anh ơi. Lột hả? Dạ. Lột đang mứa chanh. Mứa chanh. Dạ. Thì Khánh mới hỗ trợ mình mới ba khía để sẵn đây mình rửa xong mình lột luôn nữa bạn. Tăng cường thêm mồi nhậu nữa. Cái này mồi độc sức của Khánh hỗ trợ thêm. Còn ba khía này ăn ngon hơn con cua nhiều lắm nha. Dạ. Yeah. Dạ. Thịt nó ngọt hơn cua nhiều. Theo lời Khánh nói là ba khía thịt ngọt hơn cua đồng luôn phải không? Dạ. Thịt cũng ngon lắm. Đây nhiều lắm. Thì bạn có thấy ngoài trời cũng đang chuẩn bị mưa cho lắm các bạn ơi. Tại mình bị ảnh hưởng cơn bão số 10 ở ngoài miền Trung, miền ngoài á, cho nên trong đây cũng mưa. Mà bữa nay mưa thì ngồi uống rượu là giờ lý tưởng. Bữa nay là quyết định nhậu hay anh vậy? Nhậu. Bữa nay là không bỏ cử đúng không? Hôm qua bỏ rồi phải không? Khoảng giờ bỏ hết mấy cử rồi. Ngày hôm nay có bạn Hiền không rồi mình phải phải xuống núi thôi. Bây giờ cái chảo xào gắn mối xào măng mình cũng đã xong rồi, hoàn thành rồi các bạn ơi. Mình sẽ đem ra dĩa rồi mình sẽ tăng cường thêm một cái món là ba khía lột của bạn Khánh mới hỗ trợ thêm một món mồi tiếp. Thì mình tạm dừng cái mình chờ lên bắt mâm rồi xong cái anh em lên ngồi hết rồi mình tiếp tục clip nha các bạn. Các bạn bây giờ trời đang chuyển mưa giông quá mà anh em vẫn giữ lịch trình phải ra chòi ngồi nhậu. Trời rất là mát nha, nhưng mà cái chuyển mưa có cái dừa liệt liệt. Giờ mồi đầu xào gắn mối xào măng đã sắp đã sao chuẩn bị xong hết rồi, nhưng mà giờ vẫn chờ thêm món ba khía luộc rồi xong đó là mình đi ra chòi rồi mình em thưởng thức nha. Ba khía đặc sản miền Tây đấy. Khánh chào các bạn. Khánh chào các bạn, các chú, các bác ở trên kênh. Cái mồi cũng đã xong mà lúa cũng đã hoàn thành một cái làm gì Thái này làm gì chỗ chỗ đứng cho con bù cát đã hoàn thành rồi các bạn. Bữa nay thả ra nó bay đi bay về nha các bạn. Mày đẹp không? Thì bù cát dĩ nhiên phải đẹp hơn lúa rồi.
cắt khôn của các bạn ơi, thả đi bay một vòng vẫn biết đường quay về nhà mà lại đậu trên tay của hai lúa luôn. Đậu trên tay hai lúa bay về. Còn Giang thì đang hưởng thụ nằm trên lậu giống rồi. Giang. Tới giờ dọn mâm rồi Giang ơi. Lên mâm rồi. Ok, bây giờ tới lên mâm rồi mình quay tiếp video cho các bạn. Các bạn, đây là cái dĩa mồi gắn mối xào măng mình chuẩn bị đem chòi để mình anh em nhâm nhi lên ra nha các bạn. Rồi, xong rồi thôi. Nhìn hấp dẫn quá nha. Cũng đẹp mắt lắm á. Đồ bạc khía hả? Bốc mùi có vẻ nha. Bạc khía này các bạn ơi. Nhìn thấy hải sản. Lúa phái hải sản đó. Đó, rất giòn vậy rồi. Hả? Đây đưa đây, đẹp quá ha. Bỏ vô cái đinh này móc vô cái đinh. Thôi, tới giờ này quay lại. Ngồi bao khía cũng chuẩn bị hoàn thành rồi các bạn. Đợi qua khía hoàn thành là mình đem lên bàn là anh em bắt đầu quất nha. Rồi mấy anh em lên tiệc nha các bạn. Này có Khánh lên chơi nè các bạn. Hello các bạn. Mưa lầm râm rồi. Bữa nay đang nhậu cái mưa nhậu luôn. Ba khía. Không hỏi luôn. Ồ này ngon quá. Đã xong. Chào các bạn. Ba la Giang. Chào các bạn, lại nẻ đó nha các bạn. Chào các bạn. Hôm nay mấy anh em tục mưa lúa lấy cái để mình làm cái mái che cho đừng có tạt. Hôm nay lấy họ bay la hết rồi. Trên tủ không ta? Ừ, điện tú lại. Tú điện hay là kêu. Điện đi. Trời mưa đi tới luôn. Dạ, ấy đổ đi anh điện cho. Như thả cá trà xuống cái nó quần quá hay sao? Con cá đó cá gì à? Cá hét. Cá đó là làm ấy cũng ngon lắm á. Tô đúng được chứ. Làm cái tô cho. Rồi mấy anh em lên tiệc nha các bạn. Thì bữa nay có mấy con rắn mối nè với ba khía Khánh em lên rồi rắn mối ba xong đi vào vào vòng vòng đi câu được mấy con nè. Anh mở ba ly sợ anh quên á gì vì bận công việc chứ đâu phải là không gọi là bụng dẫn đó anh đi công việc với gia đình vui. Nói chung anh Giang có muốn nói gì với anh ba không? Đây anh mời em mời anh ba hùng một ly nha anh ba. Lâu quá sao không thấy anh gọi điện gì cho tụi em. Cái này mời anh một ly vô mời anh em luôn nè. Vô 1 2 3 vô mời tất cả trên kênh nha. Cần mời tất cả trên kênh ly 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 của lúa đâu trên kênh đây anh mấy chị mấy cô mấy chú mấy gì trên kênh đây quá thật quá các bạn thật ơi. Lúa mời tất cả cô chú anh chị trên kênh luôn nha, bạn bè trên kênh luôn nha, vô hết ly luôn nha. Chơi lần lúa nẻ một cái đi thì mới gắn mối nữa coi à. Đã ngon anh ngon ngày làm thử coi vô trầu nữa nha đã là riêu riêu nữa giòn làm thử miếng măng coi măng giòn luôn anh ăn đi ngon ăn đi anh ăn đi à, ừ. Rồi vô ha ừ. Ngon ngon dạ. Ừ. Sao hay sao? Ok con tơi tơi. Được. Đây vô miếng nè. Ừ. Cái món nó mềm ha. Ừ. Xương nó cũng mềm. Ừ. Không bỏ gì cho anh nè. Ừ. Ngon. Người điên đúng rồi, lũ thích này đi. Quay nói chung đó. Nói chung là mình cái món này thì mình nhai lai ngon lắm. Thật nhiều. Anh này thấy như cọp mù mắt. Món này là đặc sản. Đưa cái tô cho bên bên đây cho anh Dỗ với anh xương. Ngọc Đường Xương. Đây là miếng lần lấy tô luôn, còn đây đây. Đây là bên đó anh đó. Còn đây là gà thành thuốc. Những món mà ngoài đồng cái này là hiếm mới bắt được. Không có thầy có rồng sáng sớm sưu tầm được mà đi ra đồng bắt liền. Nhưng mà xong hay.
biết lúc nào có gắn mối lúc nào không. Sáng sớm mưa xuống cây á, mưa nắng lại á, nắng ra rồi nắng không 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 ấy cái nhà dây nó dướng luôn như con bồ cát hay kìa, mang máng ra giùm đi, rác qua luôn không phải rác còn chờ lại ba xong rồi bấm tay ở đâu biết ha, chuẩn đoán ba xong như hình như là xưa là đệ tử của Tư Mã Ý có à, có ai coi phim Tam Quốc Chí không, đệ tử của Tư Mã Ý gì chứ, nói tới phim Trung Quốc là em mù em nói anh không biết cái đâu, phim truyện hay à. Mà hầu như cái phim truyện của Trung Quốc là nó hay hơn, đó là nó viết về bên truyện tiểu thuyết rồi nó đóng lại vài tập. Đây là một cái đùi con ếch, anh con ếch đồng coi. Bây giờ cũng 11 có mình cũng phải viết một câu chuyện về giống hai lúa hả? Giống hai lúa. Mốt mình làm hành trình đi 3 năm mình về là có chuyện đi viết lại. Mốt đặt lên không còn ba la sông, đặt là lượng cha cha gì. Diêu Tướng Long, cái này là Diêu Tướng Sông. Diêu Tướng Sông, Diêu Tướng Sông. Còn có người cái gì làm cũng sông chứ bạn. Cái người dịch kêu ba la sông là giỡn chứ gì. Gì rồi hôm nay nói giỡn. Giỡn chí bình hả? Không mà không có người dịch là ba la sông từ. Ở đâu ở đâu? Cái không mà nó là các Liễu Chí Bình, Liễu Chí Bình. Tại sao là liễu mà không phải là giỡn? Liễu giỡn là giỡn là mệt à. Có nguyên thằng Điêu Đại Hiệp mà lúa làm cô Long chưa? Thằng Điêu Đại Hiệp có tức nhất khúc đó đó. Rồi vô vô đi. Ai làm cô Long? Để lúa đi. Thằng Điêu Huynh của nó có rồi nè, có giỡn chứ bình, liễu chứ bình. Có Điêu Huynh đằng kia kìa, có Điêu Huynh đằng kia kìa. Thôi chào các bạn nha. Bà là Tú không lại đậu rồi mà không bắt được nhỏ nè. Cái gì vậy? Cái ghe nó còn... Anh ta đỡ cho ảnh đâu mà tưởng đâu chán ảnh. Ồ được rồi, ăn tí. Vừa qua dừng lại. Cho anh đi em đi. Thôi, anh đi. Ngon, ngon anh mình... Thôi, cho ba xong đi. Mấy bạn trên kênh. Thôi đưa với anh nhỏ nè. Nó có ăn luôn. Nó giỡn hoài, bà tử bằng kỹ lắm đó bác. Biết rồi, để nhận chứng em anh ăn hoài. Trước khi ăn cái này cái bộ đồ lòng đúng không, làm trái đi cho đã coi. Anh em mình là chơi cái này. Ừ, ok, con đứa là ăn cho hết rồi nha. Nói là ăn cho hết là. Ừ, để coi. Vô. Cuối. Vì cái bao tử ngon mình phải uống ly bạn ơi. Khúc cuối mà này là gấp là tốt đó đó. Rồi hả. Trung thực rồi. Mời cô chú, anh chị, các bạn trên kênh luôn nha. Bây giờ nói chú xị nè. Chú xị đây mà. Chị ngồi đây mà cãi không mà sao tôi rồi, ní ná với ông mà không lọc, lọc. Là sao không? Thì bây giờ ní ná bây giờ ní uống đi ná mới uống quá bắt gì thần ní ná cũng uống là uống hơi phạt à. Trời ơi gắt quá trời hơi hơi ngọt phải nói ớt cay rượu đắng mà không tin. Thường nó nói cái câu gì mà pha bằng ông vô hết đắng mồi ngon có bạn hiền thiếu bạn hiền gì đó thiếu bạn hiền là thiếu về bạn Tú rồi bạn Tú gọi mất điện thoại các bạn ơi đó chính là ăn ngon anh đem gót cho anh cái nào cũng nhiều cho xong sợ anh không tại anh mạnh trời anh là mạnh anh là yếu nhất trong đám á mình đi chơi thần thấy ít quá đó mà thử luôn mà miếng này được rồi ăn đi ăn đi. Thử em ăn đi. Nè nhỏ, con nhỏ là cũng cái ngon em ăn đi. Nhỏ cũng. Thử coi. Nó vàng mà cua biển mình vậy đó. Nè 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 anh giỏi. Nó đẻ rồi, có trứng luôn. Nó đẻ rồi, hết ngon rồi. Đẻ trứng nó còn còn trứng nữa còn ngon. Nó mềm, nó xương mềm. Chấm mới. Mà em cảm thấy con nào càng bự hơn bây giờ nó ngon. Đâu người ta ăn bên kia là con nhỏ. Béo. Bà kia ngọt ha. Ngọt hơn. Mà nấu ngộ rồi mà ba khía mà mình đâm mình nấu bún cua thì giống như cua chắc không được hả? Cái đó em cũng nghiên cứu mà em cũng biết sao con cua đồng mình ngon lắm. Nghĩ sợ trong mắt quá anh thôi không? Đâu bữa nào mình làm thử anh? Phải, chắc không được thôi sao á. Cũng như bển mua mấy con ghẹ đâm ra làm không giống như thịt nó có nổi lên. Tại có nghĩa là thịt nó không kết cấu, nó không dính lại hay sao? Không dính. Nó mới nổi màng lên giống như cua đồng mình. Nó hay nghe một cái là cua đồng mình là làm là ăn được, con, mới lấy cái con khác thì không được. Tập muốn dạ. Rồi vô đây nè. Vô. Vô đây nè. 1, 2, 3, vô. Chúc mừng anh Tú có mặt. Làm gì tự nhớ.
Có mặn chuyện mà. Lũ này cũng đủ ngon rồi. Chắc lẽ đầy đủ anh em lên nhóm á. Có lẽ là vậy. Đây cái món này cũng ngon nữa. Không ăn chưa ta? Ăn từ sớm giờ ăn gì á, đây muốn hết rồi đó. Không mỏi rồi. Giòn ha. Măng này mình làm bánh xèo không? Có chỉ. Bánh xèo của phép á. Phép hợp cào. Bánh xèo mà phải xếp ra. Phép cào với cào không? Có. Chắc như. Dạ em nói anh này em là phán là sao mà. Nước đi cào á, lỡ đã. Có phép lên em trộn cái xèo. Tép đó là. Đúng rồi. Có một kho. Nó phì phì cái mình nha. Đã mập. Nữa rồi xong rồi bớt bớt lên đây cưng. Này tặng khổ lông giữ chứ bình chứ. Cần. Bưng ra mà lấy vũ. Đưa hoài. Biết tưởng đồ hay nãy là không thấy bên kia anh đưa rồi. Trời cái bệnh sắp hết rồi ta mới nhầm nha. Giật được mặt bật á hả không nha. Gì mới đem. Cần. Gì em không đảm bảo chứ bà khí này em đảm bảo với anh. Dưới ba cái lồng rồi đó ha. Anh với anh Tú là cái bò bịch gì không phải lồng bò quên lồng heo mà bò lồng cháo không chung cái gì lúa không phái vậy. Tối nay mình kiếm bộ nấu đi cơ nữa hả? Nữa lâu lắm mà chứ bò có anh giỏi nè, giờ anh giỏi chưa ăn mà. Ờ bữa rồi. Bữa mặn con heo đó giờ bữa mặn heo ăn cơ mặn khác hết luôn mua mình mà mình mặn ở nhà ăn hơi hôi. Ừ, vô đài vô còn gánh ăn đeo vô ăn thì không mùi nha. Vô 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 à, bảo vô nè vô nè vô nè vô về đầy đủ không vô đi vô đi vô mẹ ơi 1 2 3 vô uống rượu với mưa quá đã. Chào các bạn nha, chào các bạn nha, chúc các bạn có buổi chiều thật nhiều niềm vui nha, chào các bạn. Chào các bạn, chào các bạn, chào các bạn.